Tô một bức tranh công chúa Sophia nha mọi người. Kể cho bạn nhé. Ok, vậy mình đã tô màu xong bức tranh này rồi nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video tô màu này của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nha. Bye bye.